Bây giờ các bạn biết sao, cuộc đời mình làm 5 nồi cơm rồi chưa bao giờ làm cái nồi gọi là làm một cái ly trà sữa nó to dã man như vậy. Ui dồi ôi, các bạn thấy hay, các bạn đừng quên thả like cho Simi và sao mới nha. Trời đẹp dễ sợ luôn á. Đúng là tâm trạng mình đúng là vui hẳn quá đi. Ui, ui trời, trời cái xe. Trời ơi, mày cho tôi bay lên trời luôn hả? Khốn nạn thật mà. Quên mất, sợ lại. Ok, vậy đó, chào người mình là Simon đây anh nhá. Và chào quay trở lại video của mình. Và chào quay trở lại video Minecraft. Yeah. Trời ơi, cũng đã gọi rất là lâu rồi. Mình chưa làm video Minecraft thì mình rất là xin lỗi mọi người rất là nhiều. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm video Minecraft nè. Thì hiện tại là mình đang gọi là một đống đang đêm để về đêm ăn với Sammy. Hôm nay Sammy sẽ ở chung với mình các bạn ơi. Không biết là Sammy đâu rồi ta. Bà tân gì lắm, bà tân gì lắm, vô trời ơi, bà tân gì lắm. Ôi bà ơi, hay quá, trời ơi, bà làm tiếp bộ, trời ơi, hay quá, bà tân gì lắm, bà tân gì lắm. Ôi dây, mình nghe Sammy coi. Kìa diêu, bà tân gì lắm, kìa diêu, bà tân gì lắm, bà tân, bà tân lên lên, bà tân lộn lộn, bà tân, ở cái bà tân gì. Ôi, gì mà cày video cho bà tân vậy. Bà tân, kìa diêu, thì bà làm video nè, trời ơi, trời. Ủa chị làm gì mà cày? Ủa chị làm gì mà bà tân dây lắp? Ủa cày 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 dục dạ tân dây lắp. Ủa gì vậy? Cái gì vậy chị? Không biết hả trời? Em biết bà tân dây lắp ai hả? Ủa mà nổi lắm luôn, ai lắm. Ủa chứ. Ủa vậy. Thôi sao mi đồ ăn lại đang này đang này xuống giận xong lại ăn đi. Cày từ sáng chị 9 giờ dậy xong cày đến tối luôn á. Trời ơi. Cày từ sáng tới tối luôn hả? Rồi xuống chuẩn bị đang để em quay. Ủa các bạn ơi, hiện tại là mình thấy Sammy đang nghiện một YouTuber, đó chính là bà Tân Vlog. Bà Tân Vlog là ai ta? Để mình search coi. Cái gì mà mê dữ dội vậy trời. Lên vi tính search coi các bạn. Ok các bạn, hiện tại mình lên cung cấp rồi. Không biết bà Tân Vlog là ai đây, để mình search coi. Bà, mình mới ghi chữ bà đã có Tân Vlog rồi nè. Coi. Bà Tân Vlog. Trời ơi, quê chua. Wow. Bà Tân hiện tại là có 20 video và 800k sub. Wow, dữ vậy. Đây là bà Tân Vlog các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Ôi, bà Tân là hay làm mấy đồ ăn này hả? Bà Tân Vlog nặng 32kg, cao 1m1. Ôi, coi. Trời ơi, 800, gần lên 900 luôn các bạn ơi. Wow, video 1 triệu view hết luôn. Quay video nhiều view nhất trong 2 ngày là 4 triệu này. Trà sữa nè. Trời ơi. Wow, what? Chỉ mới làm 2 tuần mà bà Tân đã đạt được gần 900 subscriber. Chỉ trong vòng 2 tuần các bạn ơi. Oh my god. Trời ơi là trời các bạn ơi. Wow, chỉ trong vòng 2 tuần mà bà Tân đã đạt được con số là gần 900k subscriber, sắp lên 1 triệu sắp luôn. Wow, đúng là con số phá kỷ lục thế giới mà. Còn mình là 4 năm được 9, được 800. Trời ơi, nhục nhã quá mà. Ờ, nhưng mà cũng sao, mình thấy bà Tân này gọi là như ta, bà làm rất là nhiều đồ ăn ngon mà mình thấy rất hấp dẫn, chắc cũng đó là điểm mà khiến cho tất cả mọi người rất là yêu quý bà. Wow, để mình hỏi lý do sao Sammy lại yêu quý bà Tân như vậy đó. Ok, còn các bạn không biết trong gọi là fan của Sammy, không biết có bạn nào biết bà Tân vlog không hay là fan của bà Tân không, thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới, comment phía dưới cho mình biết nha. Để mình coi bà Tân gọi là fan của bà Tân vlog nó nhiều như thế nào. Wow, mình chắc cũng rất là nhiều đây, mình xuống gọi Sammy coi. Bà Tân về lắm. Trời ơi là trời. Bà Tân về lắm. Bà Tân về lắm. Cái gì vậy? Cái gì? Trời hắc hồn. Bà Tân về nè. Ủa chị làm gì vậy? Hả? Coi bà Tân về lắm. Ủa trời ơi. Ủa vậy, ôi đồ ăn em mua sẵn này. Ủa sao chị làm giết vậy? Sao chị nghiện bà Tân Vlog hả? Chị nói cho em lý do coi. Lý do tại sao chị nghiện vậy? Sao mà Tân Vlog á, bà vừa hiền, bà vừa cú te, bà vừa làm nhiều đồ ăn ngon, bà vừa làm đồ ăn rất là bự luôn á. Nè ví dụ như là đùi gà khổng lồ nè, trời ơi, với là trà sữa khổng lồ, trời ơi, trà sữa này trời chết lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ trời không có ai bán hết luôn á. Ôi. Trời. Hả? Chị lên phòng, chị xin một lần vlog ngay. Không có được, chào chị ăn. Bà Tân gì lắm. Ê chị. Trời ơi, không hiểu mà lương. Tự nhiên không có ly trà sữa giống bà Tân vlog bà buồn. Trời ơi, mình đâu biết đâu ăn đâu. Kỳ thiệt á. Trời ơi, sao mình nghiệm bà Tân vlog các bạn ơi. Nhìn sao ta, hiện tại sao mình đang rất là buồn không có ly trà sữa khổng lồ các bạn ơi. Nhìn sao ta. Đúng rồi, bây giờ mình có cách rồi. Bây giờ mai mình sẽ tạo cho Sammy, sẽ lộ tạo cho Sammy bất ngờ nhẹ nha các bạn. Ok, bây giờ đợi tầm ngày mai mình sẽ tiết lộ cho các bạn bí mật đấy nha. Ok, let's go. Ok,
mà trở lại đây ăn nhá. Sau thì chứ các bạn đã thấy tan 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 và đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để làm trà sữa trân châu khổng lồ đó. Thì các bạn thấy không, đây chứ mà các bạn một cái ly khổng lồ để đựng trà sữa khổng lồ đó, các bạn thấy không, trời ơi, cao dễ sợ luôn á đó. Và đây, đây là một cái nồi nung thủy tinh để mình sẽ nung những thứ mình cần thiết để làm cho trà sữa. Đây, và đây là trà nè, trái cây nè, nồi nè, nước nè, sữa nè. À thêm bánh donut thì nói chung là đồ ăn vặt của mình mà. Trời ơi, trời tối rồi. Mới đây mà trời tối. Đúng là chán thật chứ. Ok thì đây. Đó các bạn thấy không? Đây là những chân châu chưa chín thì bây giờ mình sẽ nung nó lên. Đó. Và đây là cao cao với đường. Đấy. À đúng rồi. Ờ chết rồi, muốn nung chân châu là mình phải có nước chứ nhờ. Ờ chết rồi, không có nước giờ. Ờ thì chân châu thì dùng nước gì nó cũng nung lên cũng sạch mà đúng không, chắc cũng không sao. Xin nhá. Trời ơi, uầy cũng được phết nhở. Hình như cái này có 4 block thì mình sẽ lấy 4 cái xô các bạn ơi, để mình chuẩn bị cho 4 cái xô nước. Đó, cảm ơn nha. Trời ơi, nước thiên nhiên cũng là best mà. Ok, bây giờ mình đã chuẩn bị xong 4 xô nước rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ leo lên đây, mình sẽ cho nước nóng một chút. Đây nè, đó. Bây giờ mình sẽ nung nước lên này, đó. Rất hợp lý lắm các bạn. Ok, còn một miếng nữa. Ta-da! Đấy, nước đang sôi lên các bạn thấy không? Đó, sôi sùng sục luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ chân châu vào để cho chân châu nó chín các bạn ơi. Ok, bây giờ mình phải rải chân châu khắp chỗ này. Đó, chân châu đang rơi đó, các bạn thấy không? Đấy, những cái chân châu rất là ngon, ngon tươi luôn các bạn. Đấy, để mình cho các bạn xem này. Đó, nó đang chín dần dần, nó đang xe này. Đấy, lắm. Thực sự ở chân châu này nó cũng chín rất là nhanh nên à không, chín cũng hơi lâu xíu theo mình nghĩ vậy. Ok, bây giờ việc tiếp theo của mình là đâu à, việc của mình chính là lấy những cốc sữa gọi là ngon lành của những chú bò đáng yêu đó. Thì trà sữa thì cũng không thể thiếu sữa đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ tới một cái trại bò. Mình nhớ là hôm trước là mình nhớ là đây có một cái trại bò này, mình nhớ vậy. Trời ơi, bò tầm lâm tầm la luôn bạn ơi. Trời ơi, bò gì mà ôi giời nhiều thế nhở. Trời ơi, ai xây cái chú bò mà cũng có cái cửa vậy. Có cửa, mình xin lỗi, mình không xe chứ. À, mấy bạn bò cho mình xin sữa nha. Trời ơi, chất lượng quá. Ôi dồi ôi, bò nhiều thế. Cảm ơn nha. Trời ơi, bò nhiều. Ôi chú, nó sự quăng vậy. Ok, cảm ơn nha. Trời ơi, lấy sữa của bò đúng vậy lắm các bạn. Ok, bây giờ mình đã chuẩn bị xong 7 xô sữa rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là chuẩn bị cho về gọi là làm trà sữa lắm các bạn. Ok, chắc bây giờ mình chân châu cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ về kiểm tra thử nha các bạn. Let's go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ về kiểm tra nha các bạn. Chắc là bây giờ chân châu đã chín rồi các bạn ơi. Để coi coi. Ồ các bạn ơi, chân châu nó đen rồi kìa. Đấy, nó đã chín rồi các bạn ơi. Được rồi, được rồi. Hiện tại bây giờ nước đang gọi là như ta cả 1000 độ C rồi các bạn. Mình không thể là nhảy vô và lấy được. Bây giờ mình phải bây giờ mình sẽ để sữa vô đây nè các bạn. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi, đó chính là tan 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 bộ áo giáp chống nước, nước nóng. Đấy, mặc vô. Đấy, chứ không là người nó bỏng chết các bạn ạ. Ok, vô nào. Trời ơi, tao có cái giáp này rồi, lo gì nước nóng. Trời ơi, dâm ba nước nóng này sao hại được chị được cưng. Đó. Đấy các bạn thấy không, bây giờ mình đã gọi là tổng hợp hết những chân châu đen rồi đó. Nó đã chín sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ đổ vô nè. Ok, bây giờ mình sẽ nung sữa và bỏ gọi là một chút gia vị để cho gọi là sữa nó đều hơn á. Và mình sẽ trộn với trà các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đổ sữa vào đây nha các bạn. Ok, đấy nè. Đây nè. Rồi đó, hết luôn. Trời ơi, ớn được chứ. Ok, bây giờ mình sẽ đổ sữa vô các bạn nè. Đó, trời ơi, sữa trắng tinh luôn. Đấy, đúng ngon chứ các bạn. Đó, trời ơi. Wow, mình thấy mùi sữa thơm lẫy lừng lắm các bạn. Wow, đúng là mùi sữa bò nguyên chất Việt Nam mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi uống. Bây giờ mình sẽ đợi sữa nó tươi lên nha các bạn. À đúng rồi, bây giờ mình sẽ bỏ thêm chút đường và chút cao cao để gây vị cho gọi là trà sữa nha. Ok, được rồi, lên tiếp nào. Bây giờ mình sẽ trộn chút đường này đó. Đó, một chút cao cao này, đấy. Đó, nó sẽ có vị rất là ngon lắm các bạn. Và sau đấy là một lúc sau mình sẽ đổ ra đây nè. Đấy, và mình sẽ trộn với một chút hương vị để chúng ta sẽ có trà sữa các bạn. À, rất là dễ đúng không? Còn bây giờ mình sẽ đợi sữa chín các bạn. À, cuối cùng xong. Ok các bạn, thì bây giờ mình đã gọi là nung sữa xong rồi và sữa rất là tươi luôn. Và bây giờ mình sẽ đổ vào ly và chúng ta sẽ làm trà sữa thôi. La la. Bây giờ nặng quá. Trời ơi, mặc cái bộ đồ này mình đúng nặng luôn. Ok, và chúng ta sẽ tiến hành làm trà sữa thôi. Còn bây giờ mình sẽ bùm. Đó, thấy chưa. Đùm, đó, thấy chưa. Bùm, đó. Bùm, trời thiếu sữa. Ok, đi kiếm sữa tiếp nào các bạn ơi. Ok. Rồi, ok, mình đã kiếm sữa tiếp rồi các bạn ơi. Được rồi. Cho vô đâu, vô đây hả?
của da sao cho vô trời. Bây giờ mình sẽ tôi lọt xuống chai giữa luôn. Oh my god à. Cứu tôi. Oh my god, trời ơi đúng đáng sợ luôn á. Đổ vuông vô đây nè, bây giờ nghĩa nó vuông hết rồi đúng không ta? Nó vuông hết rồi. Đó, nó xong hết rồi nè. Đó, có một cái kính ở dưới này nè. Ok, lượm lên nào. Trời ơi, tôi cảm giác mất vệ sinh quá. Nhưng mình đã sạch sẽ rồi nha các bạn. Trời ơi, trời tối quá. Ok, bây giờ mình đã xong cái phần này rồi. Bây giờ mình sẽ tới phần gọi là trộn nguyên liệu đã. Ok, bây giờ mình sẽ cho một chút cao cao nữa. Bởi vì lúc này sữa nó cũng nóng nóng nên nó cũng mất hơi vị rồi á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy hương liệu đặc biệt. Đấy, là cái phần rất là quan trọng luôn. Đó, mình rất là thích. Mình biết là Sammy rất là thích uống trà sữa sô-cô-la. Đấy, mình cũng rất là thích nên mình sẽ gọi là ui, dưới này trong suốt luôn á. Hay cái ly này cũng tiện phết nhờ. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là cho một chút gọi là như là cà phê này. Đấy, cà phê đặc biệt và sô-cô-la đặc biệt. Thì tầm một lát nữa nó sẽ đổi màu. Các bạn tin không? Chắc chắn nó sẽ đổi màu luôn nè. Coi nè. Ồ, các bạn thấy chưa? Đấy, nó là đổi thành sô-cô-la nè. Đó, mình đã bảo rồi. Đó, chúng ta đã hoàn thành xong trà sữa sô-cô-la của chúng ta. Đấy. Wow, thấy ngon, đúng ngon luôn các bạn. Trời ơi, đúng bự luôn á. Ok, việc cuối cùng đó chính là đổ trân châu vào thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ có được gọi là gì ta? Cốc sô-cô-la khổng lồ như thế giới trong Minecraft. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ trân châu vào nè các bạn. Ok, quăng vô này, đấy. Trân châu khổng lồ, đấy. Trời ơi, đời mình chưa bao giờ. Bây giờ các bạn biết sao, cuộc đời mình làm 5 nồi cơm rồi chứ bây giờ làm cái nồi gọi là làm một cái ly trà sữa nó to dã man như vậy. Ôi dồi ôi, các bạn thấy hay, các bạn đừng quên thả like cho Simi và Sammy nha. Wow, trời ơi, mình muốn nhảy xuống tắm nghe. Đó, các bạn thấy không, đấy, mình đã nhìn xuyên qua những chân châu thơm lức luôn. Đó, thấy không, trời ơi, nhìn ngon dễ sợ luôn á. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ gọi là đợi Sammy về nhà và chúng ta sẽ gọi là gây bất ngờ cho Sammy nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ đợi nè. Ok, thì bây giờ mình đã dọn dẹp hết hiện trường rồi. Bây giờ mình sẽ đợi Sammy về thôi các bạn, để gây bất ngờ cho Sammy. Ồ, hình như là mình đã thấy bước chân của ai đó. Mình nghe thấy tiếng bước chân các bạn à. Mình nấp. Trời là trời, chán quá trời. Vua trời sữa bà Tân không có. Trời là trời, quá đáng. Cái gì vậy trời? Ôi trời trời trời, mình lấy. Ôi, khổng lồ nè. Ui, trà sữa khổng lồ. Mình sữa vậy. Ôi, sao có cái này ra vậy? Trời ơi, trời tự nhiên trúng mánh trời. Ủa, chắc là Xin Anh nha. Ê, xuống sao có cái này ra vậy? Trời ơi, trà sữa khổng lồ. Trời, sao mới nhìn này, có trứng châu này. Nhìn xuyên qua đây là có trứng châu là thấy không? Thiên châu không? Nó nổi lình bình trong quán kìa, thấy không? Đó, trời ơi. Mình buồn ngáp luôn á. Sammy biết sao? Cái này là ly trà sữa gọi là em làm để tặng cho Sammy á. Đó, trà sữa khủng lồ. Thiệt hả? Trời ơi, cảm ơn nha. Trời ơi, chương quá. Trà sữa khủng lồ, uống cả ngày không biết đâu. Trời ơi, trà sữa sô-cô-la, mấy chị thích trà sữa sô-cô-la nên em dành tặng cho chị món quà đi đó. Ôi. Wow, con nóng hổi luôn nè, trời ơi. Uống lát nữa uống. Trời ơi, lát nữa em múc ra cho uống cho. Ngon không? Trời ơi. Sau video này chắc mình trở thành là Simi vlog quá các bạn. Đấy, thì các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo cùng với Sammy thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Và yes, và đừng quên ủng hộ hai chị em Sam xin nhà mình nha. Ok, còn bây giờ bye bye mọi người. Anh nhá, và chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.